Alo, Hoa Thất Việt xin chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Tôi giới thiệu đến các bạn một mẫu cổng 4 cánh các bạn nhé. Mẫu cổng 4 cánh do Hoa Thất Việt sản xuất và cung cấp phôi cho chị Hoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi xin giới thiệu qua về kích thước của mẫu cổng này. Mẫu cổng này có kích thước lọt lòng của một cánh các bạn nhé. Mình làm hoa văn nên mình chỉ quan tâm kích thước lọt lòng thôi, còn khung thì khách tự làm. Đây lọt lòng một cánh rộng 728. Lọt lòng 728mm các bạn nhé. Còn cao đỉnh là 2m140. Ở bên mé trụ là 1m83. Bên dưới nó có trang trí hoa văn. Trang trí hoa văn theo cái đường viền này các bạn này. Ở đây mình không có xếp cái này, tại vì ở đây là mình người ta sẽ bỏ hoa vào. Đi một đường hoa. Cổng hơi cong cong ở cái đỉnh. Vòm vòm các bạn, vòm nhẹ. Mình giới thiệu qua về bộ cổng. Cổng này có hai thanh chính lớn này các bạn này. Làm bằng cái sắt 20 các bạn nhé. Hai thanh chính tạo nên cái thế với cổng này. Đây, cái này là bằng sắt 20. Sắt vuông hộp mạ kẽm 20. Còn những cái hoa văn khác thì làm bằng sắt 16 và chèn vào những cái nhà nhỏ là bằng 14, kết hợp của 3 loại sắt 20, 16, 14 cán hai mặt 3D. Cán 3D các bạn nhé. 3D là cái kiểu này, lồi lõm. Cái này sơn giả cổ đồng nó rất là nổi bật và đẹp. Cổng này nhìn rất là đẹp. Do Hoa Thất Việt cung cấp thôi các bạn nhé. Ở giữa nhìn cái hình giống một cái bông sen. Và bộ cổng này nhìn nó rất là nhiều hoa văn, bởi vì khách yêu cầu là cho thật nhiều hoa văn vào để cho nó dày. Và xong rồi bên mình sẽ đính lại thành từng mảng cái mảng này, bởi vì về khách người ta làm người ta cũng rối, bởi vì nó quá nhiều hoa văn chi tiết nhỏ. Nên bên mình sẽ đính lại ở các điểm này. Tất cả hoa văn bên mình sẽ đính lại thành từng mảng về, người ta sẽ mang về người ta ráp vào khung các bạn nhé. Rất là tiện lợi. Cổng này rất là giá trị các bạn nhé. À, ở bên viền này thì bên viền này nó lọt lòng vẫn là 728, nhưng mà ở giữa nó ở bên mé trụ này người ta sẽ cho một cây sắt vuông 3 vào đây nữa. Toàn bộ cái cổng này làm bằng cái sắt hộp vuông 3 các bạn nhé. Khung làm bằng vuông 3. Vuông 30-30. Ở mé này có một khoảng cách 17cm. Thì chạy hoa văn ở bên này để tạo nên giống như hai cái trụ, nhưng thật ra là nó liền với cánh các bạn nhé. Nó gắn liền với cánh. Và ở trên xa xa, ở trên kia là cây vòm trên các bạn nhé. Vòm trên nó riêng biệt với cổng. Nó cố định trên. Bốn cánh nó mở bên dưới. Cái vòm nó mình chỉ gần cho các bạn xem. Vòm nó cố định ở trên. Giống như kiểu cây cái máy ngói nó cố định vậy. Nó có kích thước là ngang 2m7 và cao
từ cái bông hoa hướng dương lên, cao tổng thể là 75 cm, làm bằng sắt 16 và kết hợp một số cái tiểu tiết 14 các bạn. Ở đây là cái khu bên trên cổng các bạn, nhìn như một cánh chim thiên nga các bạn, rất là đẹp. Phần ở giữa, phần trống mình đang để trống đây này, thì sẽ chạy các cái thẳng các bạn nhé. Mình chưa có bỏ vào nên mình không có quay các bạn xem được. Tại vì cái này khách người ta bảo cái thẳng của người ta xỏ các cái khớp 16 vào đấy. Toàn bộ ở giữa là chạy cái thẳng, thẳng 16. Cổng này nhìn mình dựng nhưng rất là đẹp. Các bạn xem lại toàn bộ cái cổng này, tạo thành cái thế. Hai bên có hai cái sắt vuông hai nó tạo điểm nhấn cho cái cổng. Cổng này làm xong sơn già đồng lên nữa thì phải nói rất là đẹp. Mình không so sánh với ai nhưng mà mình bản thân thấy rất là đẹp. Làm kỹ một chút phần thô là đẹp vì nó rất nhiều hoa văn và nhìn nó có cái họa tiết chính là họa tiết phụ mà không có lộn xộn. Trên có cái vòm rất là đẹp. Sao? Mấy đó? Vậy bạn nào có nhu cầu làm cổng hoa văn mỹ nghệ từ cung cấp phôi đến thi công hoàn thiện thì liên hệ với Hoa Thép Việt theo số điện thoại 0969 330 678 hoặc website hoathepviet.vn. Các bạn đăng ký kênh của mình để mình cập nhật những mẫu mới nhất các bạn nhé. Mình ra các mẫu mới thường xuyên. Đây mình quay từ trên đỉnh xuống cho bạn xem. Chỗ này vướng cột nên mình không bỏ được cái đó. Nhưng mà nó là như thế này. Cổng này rất là hoành tráng các bạn, như cung điện. Làm cho tỉ mỉ chút nữa thì đẹp. Nhôm đúc chưa chắc đẹp bằng như này. Nhìn qua thì sang nhưng mà chắc đẹp bằng cái này đâu các bạn. Còn ở đây là cái chữ S của mình cũng sắp đi. S cao 65 bằng sắt vuông 2 các bạn nhé, sắt hộp và kẽm vuông 2 để làm ban công. Còn ở đây mình có mới nhập cái ít cái tay vịn để làm công trình. Cái vịn hình Omega các bạn ạ. Cả Omega này làm tay vịn rất là đẹp. Làm nghệ thuật đi về tay vịn này. Thì dùng vuông 48 và các hộp vuông nhìn không có điểm nhấn. Mình quay lại cổng. Website hoathepviet.vn các bạn nhé. Các bạn xem đây là mình cũng hay up cái này. Các bạn kết bạn Zalo với mình bởi vì Zalo mình dễ dùng hơn. Mình sẽ cập nhật những cái mẫu mới nhất trên đấy. Bạn ngắm lại chút. Và mình bật chiếc điện thoại và chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại ở các video sau. Nhớ đăng ký kênh của mình các bạn nhé. Bye bye.